Xin kính chào các bạn Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2021 Theo âm lịch là ngày 19 tháng riêng năm Tân Sửu Ngày này là ngày kỷ dậu tháng canh dần, năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày hắc đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ ngày Kỷ Dậu tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm đại dịch thổ kỷ tuổi, Quý Mão, Ất Mão, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ, ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khác trong ngày tuổi tân mão ất mão tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc tốt mọi việc sao phúc sinh tốt mọi việc sao cát khánh tốt mọi việc sao âm đức tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại sáu mọi việc sao hoang vu sáu mọi việc sao nhân cách sáu đối với giá thú khởi tạo sao huyền vũ kỵ về an táng sao ly sàng kỵ cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam. Sau đây, mà các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi tí thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý ngọa mạo Dậu cho nên bạn tuổi Tý đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm. Mặc dù bạn muốn bảo vệ người mình yêu nhưng lực bất tòng tâm, không biết phải làm như thế nào để gánh đỡ trước sóng gió bất ngờ ập tới. Với bạn tuổi Tý cũng đang có điểm báo có những mâu thuẫn với người thân trong gia đình, với bạn không hiểu tại sao đôi bên mà người mình yêu thương không thể sống hòa thuận với nhau. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Tý cần phải cố gắng để phát huy hết năng lực tiềm ẩn của mình. Đây là thời điểm thiên chốt để cho bạn nổi bật lên hạn so với đồng nghiệp đang làm cùng. Đừng có ngại thay đổi bởi thay đổi có thể khiến cho bạn đạt được thành công nhanh hơn. Về từ vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, từ vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy đừng vội bộ cuộc khi mà có thể cứu vãn được tình hình, từ vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chớ nên bi quan thái quá, từ vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, mau thuận cần được bình tĩnh dàn xếp thay vì bốc đồng, từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc nên sáng tạo hơn trong hướng đi sắp tới. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được tin vui về chuyện tình cảm bà tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để đón đào hoa rực rỡ tình yêu thăng cấp một cách nhanh chóng thiên tài chiếu mệnh góp thêm niềm vui khi tài lộc ùn ùn kéo về nhà với bạn tuổi sửu chẳng còn nỗi lo túng thiếu về tiền bạc nữa cái nghề tay trái sẽ giúp cho bạn có thêm được nguồn thu nhập ngoài luồng thoải mái trong việc chi tiêu hơn trước sự may mắn sẽ bao trùm lên vận trình của bạn tuổi sửu ngày thứ ba này bạn mệnh dễ dàng tìm được cơ hội để kiếm tiền nhưng nếu như bạn không chăm chỉ, kiên trì thì yên rằng dù cơ hội có cũng chẳng có ích gì. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tiền bạc được dồi dào có nhiều vận may bên mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tình yêu càng ngày càng tăng nhiệt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có được người yêu thương chăm sóc ở bên mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, đừng để lỡ cơ hội phát tài đến ngay trước mắt. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bà tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang có điểm báo rất dễ đánh mất về tiền bạc trong tay một cách nhanh chóng chỉ vì tin người thái có bạn tuổi dần nếu bạn không nhanh chóng thay đổi dụi mắt cho rõ ràng thì bao nhiêu tiền bạc cũng mất hết cả mà thôi Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần, chớ nên đầu tư vào những nơi không đáng tin cậy. Đừng vì những lời dụ rõ đường mật mà tin tưởng để rồi tiền bạc vất vả khó khăn lắm mới có thể kiếm được lại tan biến trong chớp mắt. Ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có kim mộc tương khắc, cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi và rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Bạn tuổi dần cần phải chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm và chia sẻ. Vài từ vi tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tiền bạc mất mát khi mà không biết cách dự tiền trong tay. tử vi tuổi bính dần thuộc họ tin người thái có khiến cho bạn lâm vào cảnh túng thiếu. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ đánh mất những điều đáng quý mà mình đang có. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc mâu thuận nảy sinh cần phải nhanh chóng tìm cách để giải quyết. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên đi về hướng tốt để có được sự may mắn cho mình hướng tốt đó là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ ba này với ba tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với ba tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọa mạo dậu, cái điều này ảnh hưởng khá nhiều tới con đường tình duyên của bạn. Bạn mạnh tuổi Mão không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang vì không biết bản chất thực của bạn là gì với những xung đột bắt đầu từ rất bé nhưng lại có sức công phá rất lớn khi mà bạn mệnh không biết cách xử lý vấn đề ngay từ khi bắt đầu. Nó như cái ung cái nhọt để lâu ngày khiến cho cái mối quan hệ của bạn dần đi đến điểm kết thúc. Ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho thấy bạn mệnh tuổi mão cần phải quyết đoán hơn trong công việc. Bạn sẽ có được nhiều cơ hội để thể hiện mình tuy nhiên nếu như bạn trần trừ do dự thì cơ hội đó e rằng sẽ lọt vào tay của kẻ khác đừng có để cho mình phải hối tiếc vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cần phải mạnh mẽ quyết định những thứ mình muốn tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đừng có để cho sự ham muốn áp đặt bản thân mình phá vỡ mọi thứ tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ công việc tiến triển tốt khi bạn xác định được mục tiêu tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần phải hiểu bản thân mình có thế mạnh ở đâu tử vi tuổi quý mão thuộc kim quyết đoán sẽ mang đến cho bạn có được nhiều cơ hội và đánh giá của bà tuổi mạo trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu điên màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn ạ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang được lục hợp quý nhân chia chở cho nên bạn mệnh sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mà mình yêu thương với những cãi vã giận hờn trước đó dần được tan biến Người ấy đã hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ ở trong tâm mà bạn phải gánh chịu từ trước đó, dù không muốn phải vạch trần những khó khăn hiện tại của mình. Nhưng để tránh tình trạng mâu thuẫn vô lý thì bạn tuổi thìn nên hạ bớt cái tôi của mình xuống một chút. Ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập tốt trong ngày hôm nay. Bạn tuổi thìn, bạn không cần phải căng thẳng, mình đã có thể làm những việc mà mình mong muốn, cái nguồn thu nhập được ổn định bởi sự chăm chỉ làm việc sẽ giúp cho bạn có được sự tỏa nguyện. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, thu nhập tín trị tốt, tiền bạc được thoải mái, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, mau thuận được dàn xếp, hàn gắn tình cảm, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, quý nhân xe duyên cho tình yêu ngập lối, tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tình cảm đôi bên không có gì phải pha nàn, tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, có nhiều may mắn, cả về tình yêu và tiền bạc. Vài đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi tỵ bạn trải qua một ngày có nhiều tin vui về chuyện tình cảm các cặp vợ chồng thoải mái tận hưởng cảm giác có được người mà mình yêu thương ở bên mà không phải chịu bất cứ sức ép nào bên cạnh đó ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tỵ không nên bỏ bê công việc vì chuyện cá nhân nếu như bạn không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì chắc chắn bạn sẽ phải chịu sự khiển trách của cấp trên nữa với bà tuổi tỵ đừng có để cho những thú vui nhất thời khiến cho mình phải hối hận về sau nếu bạn còn giữ quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi thì bạn lầm to rồi thời buổi này làm gì có ngày rộng tháng dài mà ăn và chơi nữa về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa công việc có nhiều vấn đề cần phải giải quyết tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ quý nhân chia chở con đường tình duyên được khởi sắc tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tình yêu rực sáng mang về cho bạn có được nhiều niềm vui tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần phải tập trung giải quyết những vấn đề hiện tại tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy đừng cố chấp về những sai lầm của mình Vài đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có thực thần chia chở cô đường tài lộc của bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay cực kỳ là lý tưởng khi mà cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn phát triển vô cùng là thuận lợi. Bà tuổi ngọ, bạn nhanh chóng đốn đầu xu hướng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng nữa bản mệnh tuổi ngọ không mất nhiều thời gian để đưa ra các quyết định cộng chính nhờ sự nhanh nhảy, dứt khoát đó mà bạn chớp được nhiều cơ hội phát tài tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà chẳng ngớt Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có kim họa tương sông, cho thấy con đường tình duyên của bạn lại đối lập hoàn toàn với con đường tài lộc khi mà bạn tử ngọ chuẩn bị phải đối mặt với dông bão người ấy chẳng mang lại cho bạn cảm giác an toàn mà toàn là những sự tổn thương vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim mâu thuận tình cảm khiến cho cuộc sống bi quan tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tiền bạc được dồi dào nhờ kinh doanh phát đạt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tổn thương sâu sắc từ chính người mà mình yêu thương. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không có nhiều nỗi lo lắng về tài chính. Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi dần từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi á, xem từ vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái chuyện kiếm tiền không trở nên quá mức bất bất thít với bạn, nhưng nhờ có được thực thần chia chở, dù vậy mà bạn tuổi mùi vẫn có được đồng vào đồng ra, chẳng lo túng thiếu. Có được vận may mắn hơn người khác, cho nên bạn mạnh tuổi mùi chẳng quá vội vàng, cứ từ tốn làm việc mình cần phải làm và cuối cùng vẫn nhận được thành quả như ý. Có thể cũng bởi vì bạn không quá vội vàng cho nên tránh được một số sai sót có thể xảy ra. Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ sinh xuất chua kim, chưa chắc những gì bạn nghĩ tốt với mình đã tốt cho người khác. Đừng có làm cho cái mối quan hệ tình cảm bị sứt mỉa chỉ vì thói quyền, suy nghĩ áp đặt khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu với lòng tốt của bạn. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim không phải luôn lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy may mắn nhiều về tiền bạc không có áp lực về kinh tế. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc họ có được thần tài chia chở, giúp cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, đừng suy nghĩ áp đặt mà khiến cho đối phương mệt mỏi. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, tình cảm sức mĩ vì không hiểu cho nhau. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bà tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày giàu thân tư hỏi đừng quá căng thẳng nếu như đến giờ bạn vẫn cô đơn đào hoa khởi vượng trong ngày này biết đâu sẽ mang đến cho bà tuổi thân một nửa yêu thương ngay tức khắc chỉ cần bạn chấp nhận mở cửa trái tim mình và với bạn tuổi thân đừng quá khắt khe với bản thân cũng như là với đối phương chỉ cần có sự rung động giữa hai người đã là tiền đề tốt đẹp để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu như bạn không chịu bắt đầu thì sao có thể có được thứ mà mình mong muốn? ngày này bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh đảm bảo cho bạn về những thành công trong công việc sẽ sớm đến với bạn nếu như bạn mệnh biết chịu trách nhiệm với công việc mà mình đang làm cấp trên chẳng phủ nhận công lao của bạn đâu vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đào hoa chia chở cái chuyện tình cảm được thăng hoa tử vi tuổi bính thân thuộc họ công việc tiến trị tốt đẹp đúng như mong đợi tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ hãy mở cửa trái tim để đón tình yêu quay về tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đạt được nhiều bước tiến trị lớn trên con đường sự nghiệp tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần nỗ lực hơn để có được những điều mà mình mong muốn vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tử dậu á, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử dậu trong ngày này bạn đang có điểm báo phải gặp nhiều vấn đề về tâm lý ngày này bạn tử dậu đang gặp ngày dậu dậu tự hình chính bạn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn bực dù những vấn đề trước mắt bạn không quá lớn. Cũng chính vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà bạn tử dậu có thể nội nóng vô cớ với những người mà mình yêu thương, khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng vì đối phương không thể chịu nổi sự bất thường ở nơi bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tử dậu, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ gặp phải kẻ tiểu nhân lừa gạt, phá hoại công việc mà mình đang làm. Bạn tuổi giàu, bạn chuyên tâm làm việc của mình mà chẳng để ý tới các mối quan hệ xã giao ở nơi công sở, có thể vì thế mà động chạm tới những kẻ xấu bùng. Vài từ vi tuổi ất giàu, thuộc thủy, tiểu nhân phá hoại dẫn đến những tổn thất không mong muốn từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa khủng hoảng nảy sinh mà không có cách giải quyết từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ chính bản thân bạn phải là người đứng ra để giảm bớt khúc mắc từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc đừng quá tự tin vì bạn có thể mắc phải sai lầm bất cứ lúc nào từ vi tuổi quý dậu thuộc kim có nhiều vấn đề trong kiểm soát cảm xúc vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn từ vi tuổi tuất thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bà tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tuất dậu tư hại có thể làm cho bạn tuổi tuất đang quá vô tâm trước những vất vả khó khăn mà nữ kia của mình đang gặp phải bạn tuổi tuất chẳng hề quan tâm tới đối phương mệt mỏi đến thế nào trong thời điểm này những mệt mỏi chất chồng theo ngày tháng có thể khiến cho người ấy muốn sụp đổ, nhưng bạn tuổi Tuất lại là người ở bên, chẳng hề hay biết chút nào khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thất vọng vì không được quan tâm đúng mức. Ngày này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính tài giúp sức, những vấn đề về tài chính của bạn được giải tỏa, bạn tuổi Tuất đang có được nguồn thu nhập khá ổn định từ công việc chính của mình. Chỉ cần bạn không tiêu xài quá phung phí là hoàn toàn có thể đảm bảo được cuộc sống. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ không ổn định được tình cảm của bản thân. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ có thu nhập đến từ công việc chính. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc may mắn về đường tài lộc kiếm tiền tốt. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim tình yêu đầy những khó khăn tác trở, từ vi tuổi nham tuất thuộc thủy, đổ tiền nhưng điên bạc không có được mọi thứ như mình muốn. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang có điểm báo bạn sẽ trải qua một ngày bận rộn với công việc của mình bởi cấp trên đã dồn hết trách nhiệm lên vai chính ấn chút hiện cho thấy với bạn tuổi hợi đang được cấp trên coi trọng trọng dụng và tin tưởng đặt nhiều kỳ vọng ở nơi bàn. chính vì thế mà bạn mệnh tuổi hợi phải dồn hết sức để làm việc hết mình công sức mà bạn bỏ ra không hề ít và thành quả mà bạn thu về cũng không hề nhỏ. Bạn tuổi Hợi có thể nhờ thế mà đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng hơn. Ngũ hành tương sinh cũng sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi có được trái tim yêu xích lại gần bên nhau. Bạn tuổi Hợi có thể đảm bảo được cuộc sống hiện tại của mình một cách ổn định, không có nhiều chuyện phải lo lắng về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, đừng để lỡ mất tình yêu khi nó đã ở bên cạnh mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ công việc tín chỉ tốt khi ta có được sự tập trung tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có nhiều cơ hội để thăng tiến trong thời gian tới tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được mục tiêu tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy mở cửa trái tim để đón tình yêu tới Vài đánh giá của bà tuổi hỏi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.